Chào mừng các bạn đã quay trở lại với top game của tuần này. Và ngày hôm nay thì mình có ở đây một chiếc HTC One M9 và một chiếc Galaxy S6S. Mình sẽ chơi game trên HTC One M9, còn Galaxy S6S thì sẽ chỉ dùng để làm cái gương mà thôi. Ngày hôm nay thì chủ đề của chúng ta sẽ là tất cả các game của một nhà phát hành mang tên là Ketchup. Game của nhà phát hành này thì toàn là những game rất là hay và yêu cầu trình độ của người chơi khá là cao. Chúng ta sẽ bắt đầu với lại tựa game đầu tiên, Zigzag. Đây và đây là giao diện của trò chơi, các bạn sẽ phải chạm vào màn hình và di chuyển. Mỗi một lần chạm thì cái viên bi nó sẽ lăn một lần. Và các bạn nhiệm vụ sẽ là không là để cho cái quả bi này nó rơi xuống dây vực. Đỡ bấm nhiều quá cũng không được, mà chúng ta sẽ phải bình tĩnh nào. Đồ họa của cái trò này thì đúng theo phong cách của cái nhà phát hành này, nó rất là đơn giản, tuy nhiên thì vẫn rất là 3D. Các bạn có thể để ý thấy là có những cái hướng đổ bóng của những cái đồ vật rất là đẹp. Mình sẽ cho các bạn một cái trick, đó là cái game này thì sẽ tính điểm theo kiểu là mỗi lần bấm là một lần điểm, cho nên là trong cái lúc mà bắt đầu như này, các bạn sẽ cố bấm thật nhiều lần. Ví dụ như là như thế này, đấy, 6 điểm. Một cách, 6 điểm rất là dễ dàng. Có đốt đốt, rơi rồi. Thôi, cái trò chơi này thì có một cái nhược điểm là hơi bị nhiều quảng cáo một chút. Chúng ta có thể dùng kim cương để có thể unlock được những viên bi khác nhau. Hay nha. Thực ra thì nó xấu hơn là cái viên bi gốc. Đó là tựa game thứ nhất. Và mình sẽ chuyển sang tựa game thứ hai mang tên là The Tower. Tòa nhà, tòa tháp. Cái tựa game này thì nó khá giống cái tựa game xếp tháp mà các bạn đã từng chơi ở trên nền tảng Java trước đây, cách đây phải 5-7 năm rồi. Thì các bạn có thể thấy là cái tựa game này nó hơi khác một chút so với lại những cái tựa game xếp nhà truyền thống. Đó là chúng ta sẽ có một cái tầng nó cứ di chuyển như này và bấm vào màn hình để xây. Các bạn sẽ phải căn sao cho đó. Ôi, mình vẫn không được perfect cho lắm. Nếu mà hoàn hảo thì là sẽ không mất một viên gạch nào, vẫn mất. Đó, perfect đó. Đó. Cố lên. Cái trò chơi này thì nếu mà các bạn để ý để chơi một cách cẩn thận tỉ mỉ ấy, thì sẽ được điểm khá là cao, tuy nhiên thì không vui lắm. Ở đây thì chúng ta sẽ có những cái đồng tiền, chúng ta sẽ có thể sử dụng đồng tiền này, ví dụ như là Head Start đi. Oh yeah. Như vậy là mình đã được 15 tầng free, à không, thực ra vẫn mất tiền. Tựa game thứ ba mà mình giới thiệu các bạn đầu tiên là Jelly Jump. Tựa game này thì chơi rất là vui mình. Đây chính là cái tựa game mình thích nhất của cái nhà phát hành Ketchup. Chúng ta sẽ vào vai một cái cục thạch. Và nhiệm vụ của chúng ta sẽ là nhảy. Nhảy, đó. Nhảy. Nếu mà nhảy không kịp thì sẽ bị cái tầng trên nó đóng vào. À, bị mắc luôn ở đấy rồi. Lên nào, lên. Lên đi em. Lên đi em. 10 điểm rồi. 10 điểm, 10 điểm. 12, 13, 14. Ôi, lên. Tại sao mày lại giữ tao lại, con chó? Thôi, có lẽ là mình sẽ đi kiểm tra xem là liệu những cái đồng tiền của game này nó sẽ mang lại cho chúng ta điều gì. Nào, để xem nào. Unlock. Như vậy là lại là một loại thạch mới thôi, chứ không có điều gì quá thú vị ở đây cả. Dấu X. Dấu nhân. Wow, dấu nhân này không kịp rồi. Tiếp theo sẽ là tựa game khó hơn nhưng mà không vui bằng, đó là Two Cars. Tiếng Việt là hai cái xe ô tô. Trò chơi này thì các bạn sẽ phải điều khiển một lúc hai cái xe ô tô. Và đây sẽ là cách chơi. Chúng ta sẽ phải đâm vào hình tròn và tránh những cái hình vuông. Các bạn không được bỏ lỡ bất cứ một cái hình tròn nào, nếu không là sẽ chết. Chết. À đó, mình bỏ lỡ một hình tròn rồi. Đấy, các bạn chơi hai người thì sẽ dễ hơn rất là nhiều. Tự tin, thoải mái. Nếu mà chơi hai người thì quá đơn giản. Mình rất là thư giãn. Lúc nãy thì mình rất là căng thẳng, còn bây giờ thì mình cảm thấy thư giãn. Mình nghĩ là các bạn nên chơi cái trò này với lại bạn gái. Thế là kiểu hai người có cơ hội được xích lại gần nhau ấy. Nhưng mà nó mà có chơi ngu thì đừng có chửi nó. Đấy, tí chết. Đấy, đừng có chửi nó, không kiểu chia tay đấy. Mình chơi mượt không hề kêu cao một cái gì cả mà nó hét nên như là bị cắt tiết. Khó mà, mẹ của tao khó hơn. Của tao khó hơn. Ai gây ra chết là người thua. Chết mẹ, mình vừa nói xong. Đấy, không phải là mình ngu mà nó mới là ngu. Rồi, từ game này rất là vui. Chúng ta sẽ chuyển sang một game tiếp theo. Mang tên là Circle. Cái tựa game này thì mình đánh giá là khó nhất trong tất cả những game mình vừa giới thiệu các bạn trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ phải di chuyển cái vòng tròn này. Bấm một lần thì cái vòng tròn nó sẽ nhảy nào. Bấm thử nhá. Đấy. À, chết luôn, khó kiểu.
các bạn không được phép để cho cái vòng tròn này nó chạm vào cái đường kẻ, nếu không thì sẽ chết luôn. Nó tương tự như là cái trò chơi gì cái dây qua cái bóng đèn ấy mà, gì qua cái bóng cái dây gì mà cái trò gì mà gì qua cái dây mà nó không sáng đèn ấy, chạm vào nó sáng đèn ấy, mình không biết gọi là trò gì. Nhưng mà chắc là mình các bạn cũng hiểu mình muốn nói gì đúng không? Ui! Khó vật cơ lờ. Đây các bạn thấy khó không? Nói chung là nó gấp khúc ấy. Đó, cái trò chơi này thì độ khó của nó nằm ở những cái sợi dây. Nó di chuyển rất là rích rắc và không theo bất cứ quy luật nào cả. Nếu như mà những cái đoạn gấp khúc quá ấy, thì các bạn sẽ gần như là chết luôn và không thể làm được điều gì khác. Ok. Vẫn chết là sao? 3 điểm chết luôn. 1 điểm. Tại sao? Thôi, mình không phải là một con người kiên nhẫn, cho nên là mình sẽ bỏ qua và giới thiệu các bạn trò khác. Trò cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó là Amazing Thief. Cái trò này thì lại là một lần nữa khá là khó. Đây, thì bấm 2 lần vào màn hình nhảy. Đó, và vượt qua chướng ngại vật. Tuy nhiên thì chạm vào tường phát là chết luôn. Cái con thằng trộm này nó khá là yếu sinh lý. Lên. Đó, ui dồi ôi. Quấy, sợ vừa cơ lợ. Và như vậy là mình vừa giới thiệu với các bạn 6 game, tất cả 6 game thì đều thuộc cùng một nhà phát hành mang tên là Ketchup. Thì tất cả những game của nhà phát hành này thì đều có chung một cái ưu điểm, đó là đồ họa theo xu hướng phẳng, rất là đẹp và đơn giản, cách chơi đơn giản, tuy nhiên thì rất khó. Ngoài ra thì cái nhà phát hành này còn có rất là nhiều những cái game khác mà mình cũng chưa có thời gian để giới thiệu hết với các bạn ở đây. Có lẽ là nó phải lên tầm 20-30 game rồi, cái nhà phát hành này cũng rất là nhiều game rồi. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.